Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lào Cai tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai. Sôi nổi ngày hội mua sắm hương vị truyền thống bánh quê Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 20 tháng 7, tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Cùng tham dự sự kiện này có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung và lãnh đạo của nhiều ban bộ ngành trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế, các tỉnh, thành phố trong cả nước, cùng hơn 400 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các sở, ban ngành, các địa phương trong tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong nhấn mạnh, trong những năm qua với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, sự phối hợp triển khai hiệu quả các dự án của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Lào Cai đã đạt được rất nhiều thành công trong phát triển kinh tế xã hội, tạo ra động lực phát triển mới, không chỉ cho riêng Lào Cai mà cho cả vùng Tây Bắc và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển mới, sớm xây dựng thành phố Lào Cai trở thành đô thị loại 1, Sapa trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh trở thành trung tâm logistics của cả nước. Và mục tiêu tổng quát nhất là Lào Cai sẽ trở thành tỉnh phát triển của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc, theo định hướng của Trung ương. Với thông điệp Lào Cai, điểm đến thành công, hội nghị là diễn đàn quan trọng nhằm giới thiệu tiềm năng của tỉnh, thúc đẩy kết nối hợp tác liên quốc gia, liên vùng, liên tỉnh, quảng bá về nhu cầu hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thương mại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi, đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành, trung ương và tỉnh Lào Cai về cơ chế, chính sách. Hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ tiếp tục khẳng định thống nhất về nhận thức và hành động nhằm khai thác tốt hơn nữa lợi thế, đồng thời góp phần khắc phục những khó khăn bất cập của tỉnh hiện nay. Các đại biểu sẽ được chứng kiến lễ trao quyết định chủ trương đầu tư và thỏa thuận hợp tác đầu tư giữa tỉnh Lào Cai và các đối tác. Với mục tiêu hướng về cộng đồng doanh nghiệp, sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các nhà tài trợ, cùng với sự nỗ lực của tỉnh Lào Cai, chúng tôi tin tưởng rằng sau hội nghị ngày hôm nay, các doanh nghiệp và tỉnh Lào Cai sẽ gặt hái được nhiều thành công. Trong nội dung tham luận tại hội nghị, đại diện các tập đoàn kinh tế, các cơ quan ngoại giao, phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam cùng đại diện các tổ chức quốc tế đã chúc mừng những kết quả nổi bật mà Lào Cai đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đông đảo các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư lâu dài tại địa phương. Các cái dự án đang được triển khai, được cấp giấy phép và cấp chủ trương đầu tư ngày hôm nay, cũng như là các cái dự án được gọi vốn thông qua các tài liệu của tỉnh, thì là những dự án thực sự hấp dẫn, và chúng tôi cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước thì rất quan tâm đến các cái dự án này. Nhưng mà để khơi dậy các cái lợi thế, để đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, thì các cái điểm nghẽn về nguồn nhân lực, về cơ sở hạ tầng, về thể chế thì cần phải tiếp tục có những cái bứt phá. Về nguồn nhân lực thì tỉnh cần đầu tư nhiều hơn nữa cho đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề từ các địa phương. Và tôi cũng xin báo cáo với Thủ tướng là không chỉ riêng vấn đề đào tạo nghề cho người lao động, mà có lẽ vấn đề đào tạo nâng cao cái chất lượng quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp ở đây cũng là một vấn đề rất là bức thiết. Về cơ sở hạ tầng thì chúng tôi nhất trí cao với lại đề xuất của tỉnh trong việc coi huy động vốn cho đầu tư tư nhân và đối tác công tư là chìa khóa cho sự phát triển hạ tầng, để xây dựng các tuyến đường huyết mạch cảng hàng không Lào Cai, rồi khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, và đặc biệt là khu tập kết và bảo quản các cái nông sản của Việt Nam.
Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tỉnh Lào Cai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 8 nhà đầu tư với tổng số vốn 22.930 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ đô la, và ký kết bản thỏa thuận đầu tư giữa tỉnh Lào Cai với 10 đối tác với tổng vốn đầu tư là 124.320 tỷ đồng, tương đương 5,3 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu nổi bật mà Lào Cai đã đạt được trong những năm qua. Thủ tướng cho rằng những kết quả đó chính là minh chứng rõ nét nhất, ghi nhận sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng bào các dân tộc trong tỉnh, đưa Lào Cai từ địa phương nghèo khó khăn nhất của cả nước trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực. Khẳng định thế và lực của Lào Cai đang lớn mạnh, Thủ tướng nhấn mạnh Lào Cai có vị trí địa kinh tế, địa chính trị hết sức quan trọng, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và là trung tâm trung chuyển hàng hóa quan trọng trong hợp tác GMS. Ngoài ra, Lào Cai còn sở hữu nhiều lợi thế so sánh đặc thù riêng biệt, như có nhiều vùng khí hậu ôn đới, có nhiều loại khoáng sản quý, trữ lượng lớn. Khu kinh tế cửa khẩu ngày càng phát triển, đã trở thành mũi nhọn kinh tế của địa phương. Đó là những điều kiện vô cùng thuận lợi, hấp dẫn để các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở những kết quả đạt được và cả những khó khăn, hạn chế, thách thức đang đặt ra phía trước, Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Lào Cai cần tập trung thực hiện quyết liệt, tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh là du lịch, kinh tế cửa khẩu, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Thủ tướng nhấn mạnh đây chính là nền tảng quan trọng để Lào Cai bứt phá đi lên trong giai đoạn tới. Là trong một thời gian ngắn mà đặc biệt sắp kết thúc nhiệm kỳ lần này, thì Lào Cai các đồng chí đã có thể nói phát triển toàn diện, phù hợp với thế mạnh của địa phương, kể cả công nghiệp, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó đã giải quyết tốt vấn đề tâm chất phát triển, kinh tế, xã hội, môi trường đã được chú trọng. Và đều đặc biệt là có nhiều lĩnh vực đột phá, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thì đây là thành công của mình. Và điều thứ hai rút ra từ Lào Cai cũng như các tỉnh của chúng ta có mặt hôm nay, đó là xã hội hóa đầu tư của Lào Cai rất mạnh mẽ, với nhiều tập đoàn trong nước và cả nước ngoài đã thành công ở đây, mà nhiều nhà đầu tư lớn đã đến với Lào Cai. Đấy. Các tỉnh phải nghiên cứu cái này. Thứ ba là quan hệ tốt về quốc tế, đặc biệt với Trung Quốc. Và thứ tư với Lào Cai là đội ngũ cán bộ trưởng thành, lan lộn, đoàn kết. Chính vì thế mà cái môi trường đầu tư ở Lào Cai đã năng động hơn, thu hút hơn. Nhưng mà cái thành công mà chúng tôi muốn, một bài học kinh nghiệm, nhưng mà đồng thời cũng có nhiệm vụ lớn sắp đến của Lào Cai, đó là giữ gìn văn hóa, bảo tồn văn hóa, nhất là văn hóa của các đồng bào dân tộc, cơ bản là tốt. Rất nhiều lễ hội phong tục của đồng bào các dân tộc anh em. Và thành công nữa đó là đã chú trọng một bước về đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo lao động đi liền với việc giữ gìn cảnh quan môi trường ở đây. Thì những cái kinh nghiệm, những đánh giá như vậy thì tôi đề nghị với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các cấp các ngành cần rút ra một lần nữa để thảo luận sâu sắc hơn trong nhiệm vụ của mình, đồng thời cũng là những cái điều mà chúng ta cần chỉ đạo tốt hơn trong thời gian đấy. Tôi đánh giá cao tất cả các nhà đầu tư và các vị khách quý đến với Lào Cai, một tỉnh Tây Bắc, là rất đáng được trân trọng, bởi không những vùng đất này còn rất nhiều tiềm năng, nhưng cũng nhiều năm nay đây, thậm chí các tỉnh vùng này, khu vực này, người dân còn khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, nằm ở vị trí chưa thuận lợi so với các tỉnh khác. Chính vì vậy mà mỗi đồng vốn của nhà đầu tư, mỗi một sinh kế nào đó, việc tạo ra việc làm cho người dân đều rất quý giá. Cho nên cái việc bên cạnh mục đích kinh doanh là cả một tấm lòng vì xã hội, vì đồng bào, vì đất nước. Thủ tướng tin tưởng và kỳ vọng tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chủ động, thường xuyên theo sát các nhà đầu tư để vận động, hỗ trợ, thu hút những dự án thật sự hiệu quả, nhất là các dự án lớn mang tầm chiến lược,
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Chú trọng làm tốt công tác quy hoạch và hợp tác liên kết vùng, bởi chỉ có như vậy mới phát triển đúng hướng, đúng xu thế, đồng thời quan tâm giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, môi trường. Thủ tướng đặc biệt quan tâm và mong muốn tỉnh Lào Cai xây dựng cho được chiến lược phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đoàn kết, gắn bó, sâu sát với nhân dân, với cộng đồng doanh nghiệp bằng các hành động thiết thực, kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực trong tỉnh, qua đó góp phần nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để tạo nền tảng phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư, đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững và ổn định. Thủ tướng đề nghị các tổ chức quốc tế, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hợp tác với Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc, hỗ trợ khắc phục những khó khăn, hạn chế, phát huy hiệu quả các thế mạnh, đồng thời yêu cầu tỉnh Lào Cai tiếp thu triệt để những ý kiến đóng góp, tham vấn tại hội nghị này để chủ động, sáng tạo, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tiễn của địa phương, tạo bước phát triển đột phá cho Lào Cai trong thời gian tới. Với niềm tin vào những tiềm năng, lợi thế và cơ đồ đang có, Thủ tướng Chính phủ kỳ vọng Lào Cai sẽ thực sự là điểm sáng, điểm đến hấp dẫn của cả nước. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh một lần nữa khẳng định, với chủ trương nhất quán, xuyên suốt, tỉnh Lào Cai cam kết luôn song hành, hỗ trợ, lắng nghe và cộng tác tích cực với cộng đồng doanh nghiệp, với các nhà đầu tư nhằm thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững. Chúng tôi cam kết, một, giảm tối đa thủ tục hành chính về đầu tư như thành lập doanh nghiệp. Một số nội dung như sau: cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không quá 2 ngày, cấp quyết định chủ trương đầu tư không quá 2/3 thời gian theo quy định, cấp giấy phép xây dựng không quá 10 ngày. 2. Thủ tục thuế hải quan thuận lợi, nhanh chóng. 3. Cung cấp đủ lao động có chất lượng phù hợp với hoạt động đầu tư. 4. Đảm bảo cung cấp nước sạch, nước sản xuất cho doanh nghiệp. 5. Hệ thống điện cung cấp 24/24 giờ cho doanh nghiệp. 6. Có cơ quan chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư, nhất là trong giải phóng mặt bằng. 7. Không có đình công, bãi công. 8. Đảm bảo an ninh trật tự khi doanh nghiệp thực hiện các dự án trên địa bàn của tỉnh cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh. 9. Cầu thị, tiếp thu ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhanh nhất cho doanh nghiệp. Thưa quý vị đại biểu, từ những cam kết khẳng định quyết tâm của tỉnh, chúng tôi luôn trân trọng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đến đầu tư kinh doanh tại Lào Cai. Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Lào Cai năm 2019 đã phát đi thông điệp mạnh mẽ, cam kết về sự trân trọng chào đón các nhà đầu tư ở cả trong và ngoài nước đã, đang và sẽ đến đầu tư kinh doanh tại Lào Cai. Sự thành công, thịnh vượng, phát đạt của doanh nghiệp cũng chính là mong muốn, là thành quả phát triển chung của Lào Cai. Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Lào Cai chiều ngày 20 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Trung ương đã có cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai đã báo cáo với Thủ tướng về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đến nay và định hướng phát triển kinh tế đến năm 2025. Khẳng định với chủ trương, quan điểm, định hướng đúng đắn, sự năng động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành và quyết tâm phấn đấu nỗ lực của toàn Đảng bộ và các cấp các ngành và nhân dân, Lào Cai đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trong 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh được duy trì ở mức khá cao và ổn định, bình quân tăng 10,1% trên năm. GRDP bình quân đầu người đã tăng từ 43,7 triệu đồng vào năm 2015 lên 61,84 triệu đồng vào năm 2018, ngang bằng với mức bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tăng nhanh, chiếm 87% trong GRDP toàn tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018 đạt gần 8.400 tỷ đồng và gần đạt mục tiêu đại hội. Môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm cải thiện,
Trong 3 năm gần đây, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho hàng trăm dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 100.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện, đã thực hiện giảm 132 đơn vị đầu mối, trong đó có 104 đơn vị đầu mối sự nghiệp công lập, 28 đơn vị đầu mối tổ chức hành chính, giảm 111 cán bộ lãnh đạo, tinh giảm được trên 3.300 biên chế. Công tác quốc phòng an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định, hoạt động đối ngoại được mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể có nhiều tiến bộ, hệ thống chính trị các cấp được củng cố và tăng cường, trở thành nền tảng vững chắc cho tỉnh phát triển trong giai đoạn tới. Ước đến năm 2019, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Lào Cai đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 15. Một số chỉ tiêu quan trọng xếp ở top đầu so với các tỉnh trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Tỉnh Lào Cai cũng báo cáo với Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành trung ương về định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương giai đoạn 2021-2025. Với mục tiêu lớn nhất là xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế ở khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Trọng điểm về phát triển du lịch và dịch vụ cửa khẩu là trung tâm công nghiệp luyện kim hóa chất, phát triển nông nghiệp đặc hữu, duy trì và phát huy được nét đẹp văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai trở thành tỉnh khá của miền Bắc và là tỉnh cơ bản tự cân đối được ngân sách. Về một số định hướng lớn của tỉnh, thì trước hết sẽ tập trung khai thác tối đa các lợi thế của tỉnh, lợi thế về công nghiệp, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, lợi thế về du lịch và phát triển vùng nông nghiệp ôn đới. Về công nghiệp thì sẽ phát triển theo hướng gắn khai thác với chế biến, phát triển lồng ghép, luyện đồng, thép trở thành khu công nghiệp lớn của cả nước, tập trung xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhất là cái khu công nghiệp Tàng Lộc. Về kinh tế cửa khẩu thì sẽ là đầu mối trung chuyển hàng hóa, trung tâm logistics lớn trên tuyến hành lang Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và hành lang kinh tế Đông Tây, hợp tác tiểu vùng sông Mekong mở rộng GMS. Về phát triển du lịch sẽ là ngành mũi nhọn trọng tâm của tỉnh. Về nông nghiệp thì sẽ xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm sản xuất giống và cung cấp các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp ôn đới, đặc sản, đặc biệt là dược liệu quý. Để thực hiện tốt các mục tiêu này, tỉnh Lào Cai kiến nghị chính phủ cho chủ trương xây dựng cơ chế đặc thù để hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng đô thị Sapa và xây dựng Sapa trở thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế. Cho phép thực hiện và đồng ý về chủ trương triển khai các dự án tại khu du lịch Sapa. Phát triển thành phố Lào Cai trở thành trung tâm kinh tế, là đô thị hiện đại có vị trí quan trọng trong hợp tác quốc tế, giao lưu kinh tế của cả vùng, quốc gia và giữa ASEAN với Trung Quốc. Cho phép thực hiện một số cơ chế chính sách đặc thù nhằm khai thác các tiềm năng thế mạnh và triển khai các dự án quan trọng trên địa bàn. Chúng tôi có 4 cái mà muốn giải quyết được thì những mục tiêu như đồng chí chủ tịch nêu đến nay là 25 và cũng chính là căn cứ để mà rồi chúng tôi chuẩn bị cho cái gì tới xây dựng văn kiện. Một là cái đường lên Sapa, hai là cái khu kinh tế trong đó có cái cầu qua sông Hồng, và thứ ba là cái sân bay, và thứ tư đó là Trung ương sớm có cái nghị quyết 37 mới thay cho cái 37 vừa qua. Đấy, đó là nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị vùng Trung Du và miền núi. Thì chúng tôi đề nghị thêm là làm rõ Trung Du và miền núi, biên giới, thêm cái biên giới. Thế và những mục tiêu, những vấn đề liên quan đến cái vùng này thì nó rõ là thế nào. Ví dụ như năm nay mà ban hành bộ chính trị mà ban hành được nữa thì nó là cái định hướng. Thế thì cái đó cộng với cái thỏa thuận về quy hoạch và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng hôm nay thì chúng tôi sẽ vững tin để chuẩn bị xây dựng văn kiện nhân nhiệm kỳ tới những mục tiêu như vậy. Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các bộ ngành trung ương cũng đã phát biểu góp ý với Lào Cai một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới. Trả lời những nội dung kiến nghị của tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ ngành. Trong đó cơ bản thống nhất cho rằng những kiến nghị của tỉnh là rất phù hợp và cần được xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho rằng
Thời gian vừa qua, công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền tỉnh Lào Cai đã được thực hiện sáng tạo, hiệu quả. Minh chứng rõ nét nhất chính là tất cả các chỉ tiêu quan trọng của địa phương đều được thực hiện hoàn thành ở mức cao. Thủ tướng Chính phủ cũng nhắc nhở tỉnh cần nhận diện đúng đắn những khó khăn, thách thức và tồn tại hạn chế để khắc phục. Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần tăng cường thúc đẩy sáng tạo, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Lãnh đạo tỉnh, các sở ngành địa phương phải luôn có khát vọng phát triển, quyết tâm thực thi công vụ theo hướng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với tỉnh trong việc thực hiện một số dự án liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý như đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến thị trấn Sapa, đầu tư hệ thống đường sắt kết nối với phía bạn Trung Quốc theo khổ đường 1m43, thúc đẩy nhanh tiến độ dự án cảng hàng không Sapa. Các bộ ngành liên quan cần xây dựng chương trình tổng thể kè sông suối biên giới để đảm bảo dòng chảy và an ninh quốc phòng. Thủ tướng cũng đồng ý về chủ trương nghiên cứu xây dựng hai bậc thủy điện trên sông Hồng. Các đồng chí phải tiếp tục xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển, chứ không phải chỉ có tác động bên trên. Đặc biệt là khắc phục những cái khâu mà chúng ta đang nói là bức xúc, như là nguồn nhân lực. Anh Dung có nêu cái này. Anh Dung rất là bám cái này, đã nói cái này. Mà muốn chúng ta phát triển một nguồn nhân lực kém thì chúng ta thất bại. Rồi xử lý vấn đề đất đai, chính sách đất đai. Rồi đặc biệt là đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ trong những khâu quản lý, trong công việc có liên quan. Như thương mại điện tử, như là chính phủ điện tử, như là một số việc mà thành phố thông minh v.v. mà các anh đang có đặt vấn đề. Thì những cái hướng như vậy rất quan trọng để phát triển. Nhưng mà hướng nào cũng không thể nói là thiếu cái nhiệt huyết, cái khát vọng để xây dựng Lào Cai phát triển trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng với cái đội ngũ của Lào Cai, nhất định Lào Cai phải có bước tiến mới để xây dựng tỉnh trong cái nhiệm kỳ đến trong năm 20, hoàn thành năm nay hoàn thành vượt mức rồi, sang năm hoàn thành toàn diện vượt mức hơn nữa, mức cao hơn để làm đà cho cái bậc năm tiếp theo. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và tỉnh Lào Cai đã đến thăm gia đình bà Trần Thị Giòn ở số nhà 062 đường Kim Sơn, tổ 10, phường Bắc Cường, là vợ liệt sĩ Phạm Ngọc Tuy, sinh năm 1952. Tới thăm gia đình ông Bùi Xuân Xanh là thương binh tỷ lệ 66%, hiện đang sống tại số nhà 019 đường Yết Kiêu, phường Duyên Hải. Tại các gia đình đến thăm, Thủ tướng ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống là những tấm gương sáng trong nuôi dạy con cháu, tham gia tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, phường Duyên Hải, tặng quà cho đội kiểm soát liên ngành cửa khẩu Kim Thành và kiểm tra quy hoạch cửa khẩu Bản Vược, huyện Bát Sát. Chiều ngày 19 tháng 7 tại huyện Bảo Thắng, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Tăng Ngọc Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy và tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định. Cụ thể, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra đối với 238 tổ chức và 691 đảng viên, thực hiện giám sát 177 tổ chức và 472 đảng viên, thi hành kỷ luật một tổ chức đảng, 43 đảng viên, chủ yếu là vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo. Ủy ban kiểm tra các cấp chú trọng kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, thi hành kỷ luật 20 đảng viên. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những tồn tại cần quan tâm khắc phục như nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề, chủ động nắm tình hình đối với các tổ chức đảng, đảng viên, các dấu hiệu vụ việc nhằm chủ động tham mưu trong công tác kiểm tra giám sát, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ủy ban kiểm tra trong thực hiện nhiệm vụ. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu giúp cấp ủy triển khai các quy định của Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương liên quan đến công tác kiểm tra giám sát, thực hiện có hiệu quả, đạt 100% chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2019.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 23 của tỉnh ủy, thực hiện tốt việc tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời và không để tồn đọng các đơn thư khiếu nại tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên, tăng cường nắm bắt tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phẩm chất đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên nhằm phục vụ cho nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều ngày 19 tháng 7, Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 14 đã tiến hành họp xét và xếp giải các sản phẩm dự thi. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức cuộc thi chủ trì cuộc họp. Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 14 đã tiếp nhận 115 hồ sơ đăng ký dự thi thuộc 5 lĩnh vực là các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em. Đã có 45 giải pháp sản phẩm của 84 tác giả, nhóm tác giả được vào vòng chung khảo. Hội đồng giám khảo đã họp và đánh giá 24 sản phẩm đủ điều kiện xếp giải, trong đó có 2 sản phẩm đủ điều kiện xếp giải nhất, 4 sản phẩm đủ điều kiện xếp giải nhì, 7 sản phẩm đủ điều kiện xếp giải ba, 13 sản phẩm đủ điều kiện xếp giải khuyến khích và đề xuất 4 sản phẩm dự thi cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 15. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn cần tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc thi và những sản phẩm đạt giải tại cuộc thi năm nay. Các thành viên ban tổ chức, ban thư ký tăng cường hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả đạt giải để có được sản phẩm hoàn thiện nhất tham dự cuộc thi cấp quốc gia. Thống nhất tổ chức lễ tổng kết cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 14 vào tháng 11. Tối ngày 19 tháng 7, tại tuyến phố đi bộ đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Cốc Lếu, Liên đoàn Lao động và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội mua sắm hương vị truyền thống bánh quê. Đến với ngày hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ 17 xã phường trên địa bàn thành phố đã trưng bày giới thiệu gần 30 sản phẩm bánh quê hương, hương vị truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc của Lào Cai, như bánh chưng đen, bánh xôi cây, bánh dày ngũ sắc, bánh lá chít, bánh xôi bảy màu. Thực khách không chỉ được thưởng thức những món bánh ngon lạ mà còn được tìm hiểu về quy trình chế biến, cách làm bánh ngay tại ngày hội. Đến hôm nay thì đúng là tôi mới thấy nhiều cái ẩm thực và các loại bánh của Lào Cai và các loại đặc sản của người dân địa phương, đấy, nói chung của các dân tộc Lào Cai đã đem đến cho cái phố đi bộ và phố không gian ẩm thực của người Lào Cai là rất ngon và rất tuyệt vời. Hôm nay em đây là lần đầu tiên đến đây bởi vì nhà em rất xa thành phố Lào Cai. Đến đây em cảm thấy rất vui bởi vì ở đây có rất nhiều loại bánh ngon, không khí thì nhộn nhịp ạ. Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm, em cảm thấy rất thích thú ạ. Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của các đơn vị doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố đã trao 30 suất quà cho 30 đoàn viên công đoàn và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Thực hiện ký thỏa thuận với Liên đoàn Lao động tỉnh, trong khuôn khổ ngày hội, các doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm đã có những chính sách ưu đãi, giảm giá đặc biệt cho công nhân viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội mua sắm hương vị truyền thống bánh quê đã góp phần giới thiệu quảng bá tới du khách một bức tranh nhiều màu sắc về thành phố Lào Cai, hội nhập, phát triển, văn minh gắn với sự trân trọng, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.